在1954年奠边府战役，帕丁山口发挥了非常重要的作用，是奠边府战场上越南人民军运输粮食的唯一通道。尽管地势险峻，但越南人民军仍使出全力，将高炮拉到了海拔1600米高的山口顶上。这就是为什么帕丁山口也被称为创造历史的传奇山口。帕丁山口道路蜿蜒，自然风光优美，夏季气候宜人凉爽，春天西北森林鲜花盛开，与云彩融为一体。帕丁山口 TAS 旅游区是游客在探索帕丁山口的途中应该留下脚步参观游览的地方。Khu du lịch Phan Thiên Pháp với diện tích là 5 hecta. Ở đây chúng em chia ra từng khu một để trồng hoa. Như ở đây như mọi người thấy là khu vực này là truyền trồng cố định hoa cẩm tú cầu, và ở trên đồi gió này là có rất nhiều loài hoa và thay luân phiên theo mùa. Nét văn hóa độc đáo của bà con nơi đây đó là sự giao thoa văn hóa giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên. Khi mà giao thoa văn hóa thì sẽ có hai cái nét văn hóa đặc biệt của làm nên đẹp Phan Thiên, đó là các điệu xòe thái của đồng bào dân tộc. Pa Ding Shan Kou 脚下，蒙族、傣族等民族的村落也在日新月异地发生变化。几年来，咖啡、砂仁，尤其是山楂果等农产品已成为地方的品牌，帮助当地人民脱贫致富。曾经遭受激烈战争袭击的帕丁山口，现在已经穿上了新衣，山口下的村寨旧貌换新颜，群众喜笑又开颜。